Griezmann vượt mặt Messi ở một chỉ số. Trong trận thắng 2-0 của Pháp trước Maroc tại bán kết World Cup 2022 mới đây, Antoine Griezmann tiếp tục thể hiện vai trò không thể thay thế. Dù anh không ghi bàn hay kiến tạo, chân sút số 7 cũng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận từ ban tổ chức. Trước Maroc, Griezmann có 4 lần tạo cơ hội ăn bàn rõ rệt, trong đó có một cơ hội cực ngon ăn. Qua đó, Griezmann đã vượt qua Messi để trở thành người có đường truyền tạo cơ hội nhiều nhất tại World Cup 2022 với 21 lần. Trong khi đó, thành tích của El Pulgar tạm thời mới chỉ dừng lại ở con số 18. Hiện tại, cả Griezmann và Messi đều đang có 3 đường truyền cho đồng đội ghi bàn, cùng nhau dẫn đầu thành tích kiến tạo tại giải. Tại World Cup 2022, Griezmann được huấn luyện viên Deschamps bố trí đá tiền vệ con thoi trong đội hình đội tuyển Pháp. Đây không phải là vị trí sở trường của chân sút 31 tuổi, song anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Griezmann tích cực di chuyển, tham gia hỗ trợ phòng ngự. Đối đầu Maroc, Griezmann có 3 tình huống giải nguy, 2 lần cắt bóng và thực hiện 2 pha tắc bóng trong cả trận. Số 7 cũng trở thành cầu nối giữa khung trung tuyến với hàng công, giúp cho khả năng chuyển đổi trạng thái của đội tuyển Pháp trở nên nhịp nhàng hơn.